Zoom to lên này. Xin chào quý anh chị các bạn nhé, em là Tony Tiến Sơn Đòn đây. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng đây quý anh chị này. Mưa phát là có phấn hoa là những chú ong của chúng ta đi tha phấn về rất nhiều đấy ạ. Đó, như quý anh chị thấy một con vừa mới vào đó, hai bên đều là phấn hoa, đầy phấn hoa đó. Họ nói đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Nên là mình, chỗ em giờ bắt đầu chuẩn bị có lượng hoa và mật rồi quý anh chị nhé. Hôm qua mưa trận rất to. Đó, những chú phấn hoa lấy về, những cặp này về rất nhiều rồi. Về liên tục ạ. Đàn ong nó mạnh nó về, nó tha phấn hoa về sinh sản cho tổ ong của chúng ta. Ngồi ngắm nhìn những chú ong đi tha phấn về mà rất thích mắt các bạn nhé. Tha phấn mặn chú nó đẻ và nó phát triển đàn. Nhiệm vụ của nó thì mưa như này thì có phấn hoa và có mật luôn quý chị nhé. Thì chỗ em đây miền Trung này đang lúa đang trổ đồng, hiện tại giờ là nó lấy phấn mật phấn hoa của lúa rất nhiều ạ. Còn trận mưa này thì chúng ta lại có một cái số hoa tự nhiên nữa. Trời nắng quá hạn hán thì không được ạ. Con nào về cũng 2 cặp luôn ạ. Em zoom to hết cỡ để quý anh chị xem ạ. Ngồi nắng quá rất chói chang nhá, như chiều này lại mưa tiếp ạ. Mày sát lại nắng. Đấy, đây nhìn rõ rồi. Đây rõ rồi chứ, nhìn gần quá nữa. Gần quán hóa như vậy. Nên là anh chuẩn bị là bội thu quý vị nhé. Những cái đàn mà nó tha này về là con chú nó đẻ rất mạnh này quý vị, nó mới tha về đấy. Con chú nó đẻ nó cũng thích đàn ong phát triển đi tha phấn tha mật về đấy để xây tổ. Thì quý anh chị đã thấy để em quay đó, con vừa về đó, mấy con về liên tục quý anh chị nhé. Hiện tại giờ cái lượng trời nắng, đang nắng khoảng 8 giờ mấy đấy, nhưng mà với lượng phấn hoa rất nhiều ạ. Em đã review tiện đây thì em nhìn thấy em review cho quý anh chị xem một đôi chút thôi nhé. Video này thì nó không phải là hay lắm, nhưng mà nhìn thấy phấn hoa tha về thì những anh em bà con chúng ta nuôi ong thì chúng ta thấy cái lượng ong mà đi tha phấn hoa về là rất thích mắt quý anh chị nhé. Thì đàn của chúng ta phát triển mạnh lên nữa. Đàn này hiện tại giờ nó cũng 4 cầu quý anh chị nhé, 4 cầu kín ạ. Nói em để đây quý anh chị nhìn thấy những chú ong, toàn bộ chú ong đấy đi về là toàn bộ là phấn hoa hai bên chân của chú ong nào cũng tha về hết ạ. Tha về rất nhiều quý anh chị nhé. Nhưng không phải lượng như đợt trước nó ít quá, phấn hoa quá nên nó không kích thích ạ. Không kích thích được cái đàn ong của chúng ta đẻ đấy, nhiều. Nên tha phấn hoa về nhiều thì con ong chúa nó sẽ buộc đẻ quý chị nhé, có phấn, vì có phấn mà luồng phấn mà luồng mật nữa, nó tha phấn về tha mật về quý chị nhé. Nhiệm vụ của mấy con tha phấn tha mật về. Thì em cái đàn này là chuẩn bị bọn em khoảng tầm quay lại trở lại khoảng tuần hơn chục ngày nữa là bọn em có lượng mật nhiều dồi dào rồi nhé quý chị nhé. Rồi em zoom hết to này, em xin phép zoom nhỏ xuống nhé, để em xin phép dừng đây, nắng quá. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng đây nhé. Nhìn cận cảnh quay chú ong đi tha phấn hoa làm phấn hoa về rất nhiều của tổ chúng ta phát triển đàn và cho chú đẻ rất nhiều. Rồi cuối video em xin phép dừng đây ạ. Xin quý chị xem thấy hay thì nhớ chia sẻ cho bà con chúng ta cùng nuôi ong để biết cách chăm đàn ong chúng ta phát triển mạnh hơn nhé. Rồi quý video em xin chào và tổng lại quý chị phía sau ạ. Tổng chào quý chị nhé.